Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi xin cập nhật cho quý vị khán thính giả về vụ anh cựu cảnh sát Phạm Đình Tâm ở Houston, Texas. Thì chúng ta được biết rằng anh Phạm Đình Tâm đã tham gia vào cuộc biểu tình và sau đó là anh đã xâm nhập, tức là tiếng Anh gọi là penetrated, vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng Giêng 2021. Và ngày 14 tháng Giêng vừa qua thì anh đã phải nghỉ việc ở cơ quan cảnh sát Houston, thưa quý vị. Và trên màn hình đây là nữ luật sư Nicole DeBody. Đây là nữ luật sư chuyên về luật hình sự ở thành phố Houston. Bà hành nghề từ 2002 cho tới nay về hình sự, thưa quý vị. Chúng tôi lấy hồ sơ từ tòa án của quận Harris County, thành phố Houston. Thì theo hồ sơ tòa án cho biết rằng bà là nữ luật sư đã tốt nghiệp năm 1993 và làm công tố ở thành phố Houston từ năm 1994 cho tới năm 2002, và sau đó thì bà ra hành nghề tư và mở văn phòng luật sư với tên của bà, thưa quý vị. Thì bà có 18 năm hành nghề luật sư. Thì bà hành nghề luật ở nhiều ngành luật khác nhau, nhưng bà nổi tiếng về luật hình sự, thưa quý vị, ở thành phố Houston. Thì bà thường xuất hiện trên các chương trình của truyền hình ở vùng địa phương và ở những chương trình chẳng hạn như Fox News. Thì có thể nói bà là một nữ luật sư khá nổi tiếng ở thành phố Houston và đã có nhiều thân chủ nổi tiếng ở thành phố này, và nhiều vụ án đã được bà thụ lý và bào chữa, thưa quý vị. Thì năm 2017 bà được trao tặng là một trong những nữ luật sư hành nghề hình sự tốt nhất ở thành phố Houston. Có thể nói rằng anh cựu cảnh sát Phạm Đình Tâm này đã nhờ một nữ luật sư về hình sự 18 năm. Thì trong những năm cuối từ 2015 cho tới 2019-2020 thì anh cựu cảnh sát Phạm Đình Tâm này có mức lương từ 84.000 cho tới 94.000 đô la mỗi năm, thưa quý vị. Và có thể nói anh được trả lương như vậy là khá cao ở thành phố Houston và không có phạm bất cứ tội danh gì, thưa quý vị. Có thể nói đây là trường hợp mà anh coi như phạm tội lần đầu tiên trong đời. Thì anh sinh ra ở Việt Nam và tham gia vào lực lượng cảnh sát Houston vào năm 2002. Thì từ đó tới nay là 18 năm, thưa quý vị. Thì báo chí vào ngày cuối tuần cũng đã đến nhà anh Phạm Đình Tâm này để xin phỏng vấn, thưa quý vị. Thì sau đó thì họ gõ cửa và anh Phạm Đình Tâm ra trả lời rằng là yêu cầu báo chí tôn trọng cái quyền riêng tư của gia đình anh, thưa quý vị. Có thể nói rằng anh từ chối những câu hỏi của báo chí và anh yêu cầu cái quyền riêng tư của gia đình anh, và anh trở vào và không trả lời báo chí, thưa quý vị. Nói chung là anh không hợp tác với báo chí hoặc là trả lời bất cứ câu hỏi nào của quần chúng, của báo chí. Và như tôi có nói là anh đã nhờ một vị nữ luật sư chuyên về luật hình sự 18 năm, rất nổi tiếng ở thành phố Houston. Bà tên là Nicole DeBoyer. Thì có thể nói rằng với cái hồ sơ phạm tội của anh Phạm Đình Tâm này, thì có thể nói là cái lý luận anh đưa ra để bào chữa cho anh thì nó ngây thơ và nó khá buồn cười, thưa quý vị.
sau khi bị cơ quan Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cùng với cảnh sát Houston coi như là lập hồ sơ lập án với tội danh, những tội danh của Liên bang Hoa Kỳ như xâm nhập vào tòa nhà Liên bang Hoa Kỳ không có phép, trái phép và không tuân lệnh cảnh sát. Thưa quý vị, có thể nói là 3-4 tội danh đã được thành lập, và cái sự bào chữa của anh như tôi có nói rằng là nó ngây thơ ở một cái chỗ là anh nói rằng là anh ùa theo đám đông và mục đích của anh là chỉ vào đấy để chụp vài tấm hình. Thưa quý vị, là nguyên văn tiếng Anh là I want some pictures, tức là tôi chỉ muốn vào và để chụp một vài tấm ảnh. Đây là một cái bào chữa thuộc loại ngây thơ cụ. Thì có thể nói rằng hy vọng là trong thời gian tới thì vị nữ luật sư nổi tiếng người Mỹ này có thể giúp đỡ cho anh, để mà anh có thể có một cái biện minh trạng tốt hơn. Thưa quý vị, với những cái lý do xác đáng hơn để mà có thể bào chữa và cải tội cho anh. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng biết rằng cơ quan FBI chắc chắn họ sẽ đưa ra những cái mức án khá cao, như tôi có nói là có thể lên tới 20 năm tù. Thì thường thì phạm tội lần đầu thì cũng có thể có những cái sự khoan hồng nhất định, hoặc là có cái sự hợp tác với cơ quan cảnh sát một cách thành khẩn thì cũng sẽ được khoan hồng. Thưa quý vị, thì nói chung một cái khung hình phạt nó cũng khá rộng, từ 5 năm tù cho đến 20 năm. Thì với 18 năm kinh nghiệm của luật sư hình sự ở thành phố Houston như bà Nicole DeBorder, thì có thể nói chắc chắn bà cũng sẽ giúp đỡ cho anh ở một mức độ nào đó để mà giảm tội, giảm khinh. Có thể nói rằng đây là một cái trường hợp cũng thuộc loại đáng tiếc. Thưa quý vị, chỉ vì nghe theo lời kích động đi biểu tình ôn hòa, bỗng nhiên phạm luật mà mình không hay biết. Thưa quý vị, nhưng mà điều này cũng khó chấp nhận đối với một người đang là cảnh sát 18 năm kinh nghiệm, thì chắc chắn rằng là phải biết ở đâu, vùng nào, ranh giới nào và cái đường nào là cấm xâm phạm. Thưa quý vị, cảnh sát thường giăng những cái dây, những cái barrier và đề rất rõ là do not cross this line, tức là không vượt qua được cái lằn ranh này. Nhưng mà anh này thì đã vượt qua quá rõ ràng. Xin thưa quý vị là như vậy. Những hình ảnh của anh đều cho thấy là anh đã ở bên trong của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì những cái biện minh của anh nói rằng anh chỉ muốn chụp vài tấm hình, nhưng mà ai cho phép anh vào để chụp vài tấm hình, ai cấp phép? Xin thưa, không có ai cả. Vào cái lúc hỗn độn, nhiễu nhương, bạo động, bạo loạn và đã có nổ súng chết người. Thưa quý vị, rõ ràng là cảnh sát nổ súng, những cái tiếng súng vang rền nghe rất rõ. Thưa quý vị, không thể nào mà không phân biệt được đó là những tiếng súng ở trong cái tầm 200-300 feet. Thưa quý vị, một vị cảnh sát thanh niên 18 năm chắc chắn là phải nghe rõ những cái tiếng súng của những đồng nghiệp của mình khi bắn vào đám đông biểu tình. Chắc chắn là sẽ thấy được những cái khói lựu đạn cây được tung ra mù mịt khói. Thưa quý vị, những cái hành động đó nó rất rõ ràng, và cảnh sát
đã lập hàng rào từ rất sớm, và nếu người biểu tình đi ngang thì chắc chắn đã thấy những vị cảnh sát đó. Cho tới 2 giờ 15 phút trưa thì mới bắt đầu bạo động, tấn công, xô ngã hàng rào và đánh đập, đánh bề hội đồng cảnh sát, dẫn tới 56 cảnh sát bị thương. Thưa quý vị, đây là một trận chiến giữa những người biểu tình và những cảnh sát viên, rất rõ ràng thưa quý vị, không thể mà nói là không chứng kiến được. Súng nổ gần trời bắn chết bốn người biểu tình, mà lại ngây thơ nói rằng tôi chỉ muốn chạy vào chụp vài tấm hình kỷ niệm thưa quý vị. Thì đó là trường hợp mới nhất từ hồ sơ tòa án của anh cựu cảnh sát Phạm Đình Tâm. Qua cái vụ anh Phạm Đình Tâm này thì có nhiều quý vị khán thính giả, đặc biệt là những người đồng hương gốc Việt ở thành phố Houston, họ đặt câu hỏi về một nhân vật thường tự xưng là luật sư hình sự 23 năm ở Houston thưa quý vị. Thì cũng xin thưa quý vị rằng cái vị YouTuber đó thuộc loại hề dở hơi, vô tích sự thưa quý vị. Rõ ràng là những người như anh Phạm Đình Tâm thì chẳng nhờ và cũng chẳng biết đến một cái ông nào đó tên là hề dở hơi lên Internet, hay là tự xưng ở Việt Nam là luật sư hình sự 23 năm. Nhưng mà trên thực tế thì những người dân ở thành phố Houston cũng không ai biết văn phòng của ông này ở đâu, như thế nào thưa quý vị, ở đường phố nào, thì hỏi ra chẳng ai biết ở đâu cả thưa quý vị. Thì có thể là một cái vụ bìm bịp, hay là gọi là luật sư bìm bịp thưa quý vị. Chẳng thấy có vụ án nào từ những vụ kiện tụng của Việt Tân, của Voice, của Á Châu Tự Do, và nhiều vụ kiện tụng như vụ kiện tụng Nguyễn Tấn Trí Thục Kết, rất nổi tiếng ở thành phố Houston, ai cũng biết, thì ông luật sư bìm bịp này lại không biết thưa quý vị. Rồi vị YouTuber hề dở hơi này lại ồn ào tuyên bố là sẽ mở văn phòng luật sư ở Việt Nam thưa quý vị. Không xem được cái clip, anh chỉ về thăm nhà thôi. Đấy, thế thì mình cũng muốn nhắn gửi anh Hùng là về quê, cố gắng là về quê. Thế thì về đất nước, xây dựng đất nước. Một đợt anh ấy đã bảo anh ấy về để anh định mở văn phòng luật ở Hà Nội, tốt quá đi. Tại sao anh không về, đúng không? Thế hoặc là điều kiện chưa cho phép chẳng hạn. Thế thì cũng mời anh về. Cái nhất là xây dựng đất nước. Hiện nay đất nước mình còn thiếu rất nhiều nhân tài. Thế cũng mong anh về, anh học nhiều, rồi anh hiểu biết nhiều. Thế anh về anh sẽ giúp được đất nước. Anh... Thì chúng tôi cũng không biết nói gì, chỉ lên tiếng cảnh báo cho quý vị đồng hương. Nếu mà anh hề dở hơi này về Việt Nam thì chỉ có thể là dạy cho dân Việt Nam cách đặt nổ bom, nổ tượng đài, làm cách mạng trắng, lập đa đảng, lập ra tam quyền phân lập, lật đổ đảng Cộng sản để nắm quyền và tuyên xưng là thủ lãnh cách mạng yêu nước hề dở hơi, hay là thành tội đồ dân tộc hề dở hơi, háo danh hảo, chuyên môn xúc phạm lãnh tụ, chửi bới lãnh tụ, bôi nhọ lãnh tụ hơn 30 năm thưa quý vị. Những cái trò bẩn thỉu bỉ ổi qua 73 bài viết đang lưu hành trên Internet. Xin thưa là những cái trò đó líu láo, mất dạy thì dạy dỗ được ai, đóng góp gì cho đất nước Việt Nam thưa quý vị. Rồi tiếp theo thì tên hề dở hơi này hoặc là háo danh hảo này có thể đóng góp bằng cách lừa người,
làm YouTube kiếm tiền live rai độ Nhật thay vì là chống cộng mưu sinh. Thầy đổi phương hướng từ bạo động sang diễn biến hòa bình, cách mạng màu. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Thi đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.